Cách nhau bao nhiêu nhỉ? Lúc tôi thì bảo là chụp ảnh lại rồi nhưng mà tôi nhớ thì bảo là gọi em lấy hỏi xin. Sau rồi tôi thấy cái gì đấy mà tên nhà rồi thôi. Đâu? À dưới kia là. Đấy chứ. Con trẻ con đánh vậy. Bây giờ đây thì mà mấy em xin xin. Đấy xuống thì đâu. Đấy. Thằng đứa có 5 đứa hay sao vậy? Gần nơi. Đâu? Hồ đã chín rồi nhỉ? Đây là hậu áo rồi. Cái gì? Alo? Bây giờ mày bắt đầu mày cái đỉnh đang xuống. Không, nhưng mà bây giờ mới tối rồi. Thì tối thì ông về nhà bây giờ đã. Ông về nhà rồi thì tối ở với khách sạn như đây.